Ơi, chào các cụ nhá. Đây là cái bể cá chê cá bột tôi mới mua ở trại mang về đây. Cái này là tôi ươm để tức là mình nuôi trước trên 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 bể bạt khoảng độ một tháng hơn tháng rồi bắt đầu mới thả xuống dưới dưới cái hầm lớn nhá. Cái hầm lớn của đây của tôi là khoảng 8.000 vuông thôi. Đây là khi mà mình mua về mà thả cái loại luôn nhỏ nhỏ quá. Xuống dưới hầm to thì mình cho ăn nó không được được đầy đủ nhé, là vì hầm to quá là con chỗ nọ con chỗ kia mình không kiểm soát được, nên là mình sẽ nuôi trước ở trong cái bể nó bạt như này để mình cho ăn để kiểm soát cái số lượng của nó tốt hơn. Nhưng một cái này tôi có chạy oxy cho nó đảm bảo. Khi mà cá mới về thì mới mua về mình không nên để nhiều nước quá nhá. Để đâu đó tầm 20 phân là được rồi. 2 đến 30 phân thôi. Là vì khi con cá vận chuyển xa là nó rất là mệt. Mà mình về mình thả vào cái mực nước nó to quá là nó bơi lội là nó không đảm bảo với sức khỏe. Cái thứ hai là khi mua về là mình nên đừng có mở bao ngay thả xuống nước ngay nhé, không được thả hồ ngay. Mình nên ngâm bao vào trong cái bể này, cứ để vậy ngâm bao vào trong cái bể này để khoảng độ nửa tiếng để cho cái nhiệt độ bên trong bao nó dung hòa với cái nhiệt độ nước ở ngoài thì mình thả ra con cá nó đảm bảo nó không bị sốc cái nhiệt độ. Trước khi cái thời gian mà mình để trong cái bọc nó lâu quá, vận chuyển nó lâu quá là nó rất là nóng. Mà mình thả ra cái nhiệt độ bể ngoài nó đang mát, đang bình thường là nó bị sốc nhiệt nha các bạn. Sốc nhiệt là nó có chết rất nhiều. Còn cái nước ươm mới để ươm này, mình cần bơm nước, đây là tôi nuôi bằng nước giếng. Thế nên bơm lên trước phơi nắng khoảng 5 ngày nhé mà. 5 ngày đến 7 ngày. Để cho nó cái độ pH của nó tăng một xíu. Tức là cái nước giếng là pH hơi thấp. Ở đâu đó khoảng độ 4.8 5 chấm thôi. Thì pH nó hơi thấp. Mình phơi nắng vài ngày để nó pH nó lên, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó ổn định cái nguồn nước, những cái vi khuẩn gây hại. Rồi mình có bón rắc nước vôi trong, té nước vôi trong và rắc muối hột nha các bạn. Trước khi về là có rắc muối hột để cho nó sát trùng cái nguồn nước, sát khuẩn cái nguồn nước này. Đấy, về mình cứ bỏ nguyên cả bao vào trong, thả vào trong cái hồ tầm 15 phút rồi mình mở miệng bao ra để tự nó chạy ra, tự nó bơi ra ngoài hồ thì con cá nó rất là đảm bảo, không bị chết, không bị hao hụt. Nhưng một số anh em về thấy nó nóng quá, tức là thấy trong trong cái bình nó nóng quá, nó cá nó yếu yếu thì mình vội vàng đổ ra bể ngay thì cái đấy là rất là hại. Đổ ra đảm bảo với các bạn là sẽ chết. Kệ nó, cứ nóng mình cứ phải để từ từ để cho nó thích nghi dần dần. Chứ mình đổ ra một cái là nó chết hết ngay. Đấy, quan trọng các bạn cần ghi nhớ nhé. Cá đây thì rất là khỏe rồi, tương đối khỏe. Tại vì mình có chạy oxy mà. Cá chê mà chạy oxy thì nó là số 1. Bởi vì nó đây chỉ có thời gian đầu thôi, nhưng sau này thì không cần nữa, là vì cá chê nó quá khỏe. Không cần bao giờ phải chạy oxy, không phải nghĩ đến đoạn oxy. Cứ có nước và có cám thức ăn cho nó là nó lớn thôi. Không cần này. Dịch bệnh thì ít. Nếu mà nguồn nước của mình
không bị ô nhiễm. Thì cái cá trê là cá dễ nuôi nhất. Size này là size khoảng độ 100 đến 120 con một ký nha các bạn. Thì mình nuôi ở trên đây là chắc nuôi khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi để cho con cá nó cứng cáp một tí. Báo với các bạn là cái thời gian nuôi trên đây là mình nuôi nuôi thúc là nuôi cám, tôi nuôi cái loại 40 độ đạm luôn đấy chứ không phải là 30 đâu. Nuôi cám 40 độ đạm luôn. Để cho cá nó phát triển, là vì con cá trê nó phát triển trong 3 tháng đầu. Thì cái nhỏ lúc nhỏ này tôi cho ăn cám 40 độ đạm. Rồi sau 1 tháng là tôi sẽ hạ xuống còn 30, cho ăn tiếp 2 tháng cám 30 độ đạm. Rồi ra hầm lớn thì mình thả ra hầm lớn thì tận dụng vừa cho ăn cám vừa cho ăn cơm thừa công ty. Để chi phí nó sẽ thấp đi, lợi nhuận nó cao hơn tí. Tận dụng những nguồn cơm thừa của công ty mình đi mua nó rẻ hơn là cám. Cá trê thì khi mà nó to rồi thì nó không cần phải lượng đạm cao, cho ăn chất xơ nó cũng lớn. Chủ yếu nó lớn ở 3 tháng đầu thôi. 2-3 tháng đầu là quan trọng, mình phải tập trung cái nguồn dinh dưỡng của nó để đảm bảo nó phát triển. Cái 3 tháng đầu mình ngưng một vài ngày không cho ăn, hoặc là cho ăn cái đội cám kém chất lượng thì con cá nó bị đẹn. Khi con cá bị đẹn này sau này là nó để mình lấy lại cái độ lớn của nó là rất khó. Các bạn nên chú ý đoạn này, nếu như ông nào mà nuôi nhiều chú ý đoạn này nhé. Không tiếc thì cả mấy tháng đầu, 1-2 tháng đầu mình cứ cho cám nó tốt tí thì sau này nó khỏe nhé. Cá rất đẹp nha các cụ. Rồi các bác xem video nhớ like, chia sẻ, nhớ đăng ký kênh để theo đồng hành cùng với thủy sản 361 trong những cái video nói về các loại thủy sản sắp tới nhé. Chúc tất cả mọi người luôn được mạnh khỏe và thành công. Rồi, chào tất cả mọi người nhé.